Cùng với diễn biến vàng thế giới đêm qua, theo giờ Việt Nam, giá vàng trong nước sáng hôm nay ghi nhận đà tăng mạnh khi các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh bán phổ biến lên vùng 48,5 triệu đồng một lượng. Cụ thể, mở cửa sáng nay, ngày 10 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã tăng 350.000 đồng mỗi lượng vàng miếng giao dịch trên thị trường. Hiện giá vàng tại các cửa hàng của SJC phổ biến ở mức từ 47,6 triệu một lượng mua và 48,45 triệu một lượng bán. Tại Hà Nội, giá vàng miếng SJC bán ra thậm chí đã đạt mốc 48,47 triệu đồng một lượng, cao nhất kể từ đầu năm nay. Đà tăng vọt cũng diễn ra tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, khi giá vàng miếng giao dịch tại doanh nghiệp này hiện ở mức 47,5 cho đến 48,3 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, mức giá Doji đưa ra hiện vẫn thuộc hàng thấp nhất thị trường.